Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm nem nhé. Ở đây mình sẽ dùng cái thịt mũi ăn nó vừa giòn vừa ngon. Mình sẽ trộn cùng với xoài cóc ăn rất là ngon. Món này các bạn mà có thể làm vào mùa hè ăn vô cùng ngon và đơn giản. Để làm cái món này thì trước tiên là mình phải rửa sạch thịt bằng muối, gừng, rượu. Sau đó mình sẽ mang đi mình luộc sơ để cho nó hết cái phần hôi đi, bằng cách là cho ít rượu nấu anh ăn ít gừng muối vào chúng ta luộc. Sau đó mình sơ chế bỏ hết cái phần trắng ở cái màng ở cái chỗ mũi má lợn đi. Sau đó mình cạo sạch, rửa sạch và mình cho vào nồi nước dùng mới và cho thêm hành và thêm bột lêm muối vào và chúng ta luộc. Và trong khi chờ đợi thì mình sẽ chuẩn bị xoài non này, chanh này, ớt này, rau thơm này và một ít cóc nữa. Rồi sau đó khi mà mình luộc chín rồi thì mình sẽ vớt ra để cho thật nó nguội. Những cái nguyên liệu này thì kia thì mình sơ chế trước. Những cái loại xoài xiết các thứ này thì chúng ta cắt miếng mỏng ra, nhưng không mỏng quá nó sẽ bị nát ấy. Rồi sau đó mình sẽ trộn cùng với thịt mũi má, có thêm tai lợn nữa thì càng ngon nhé. Rồi sau đó chúng ta sẽ bóp lộm nhé. Cái món lộm này ăn rất là ngon và nhất là giải ngấy nhưng mùa hè. Rau thơm thì chủ yếu chúng ta dùng rau kinh giới nhé, và rau mùi. Cái gia vị chua ở đây mình sẽ dùng làm ớt và thêm cái gia vị chua ở đây là quất nữa, hay là quả tắc đấy. Các bạn có thể dùng chanh và giấm nhé, thay thế nhé. Còn thịt thì chúng ta cứ thái vắt mỏng ra như thế này. Chỉ cần luộc chín nhưng không chín quá nhé, nó sẽ bị nát ấy, và nó sẽ không còn ngọt thịt đấy. Thịt đấy cứ thái vắt mỏng như này rồi sau chúng ta thái mỏng ra rồi chúng ta trộn thính thôi. Món ăn tuy đơn giản nhưng mà khi mà biết cách làm ấy, nó sẽ rất là ngon và phù hợp với những cái bữa cơm của gia đình chúng ta. Khi mà nhà đông người ăn ấy, vào cuối tuần ấy, thì chúng ta làm những món ngon như này. Các bạn thấy mình phay thịt xong rồi, mình để ra như vậy thịt nó càng ráo càng nguội ấy. Thì khi đó mình khi mà thịt nó cứng như này thì chúng ta thái rất là ngon mà không bị nát nhé. Các bạn cứ thái thật mỏng ra cho mình như này, sau đó mình cả mỡ cả nạc mình thái mỏng hết ra. Sau đó mình trộn với các loại gia vị thông thường, rồi trộn với thêm ớt, thêm chanh, rồi cóc, rồi xoài, chúng ta trộn lẫn nữa. Nếu có thêm những cái cóc xoài vào thì nó sẽ ngon hơn, nó sẽ không bị ngấy mà nó tăng thêm vị giòn, vị chua chua ngọt ngọt đấy. Đấy ạ. Rồi chúng ta trộn lên với muối muối này, tiêu này, quất hoặc chanh này, thêm ít nước mắm nữa. Đó. Nếu mà chúng ta muốn nó tăng vị thơm nhưng mà chỉ cho một chút thôi để tăng vị thơm, nhưng các bạn đừng cho nhiều nó sẽ ra nước ấy. Còn để chuẩn vị hơn thì nếu các bạn mà ăn được cái mùi của tỏi tươi ấy, thì các bạn đập cho mình một ít tỏi tươi nữa vào thì cái món ăn của chúng ta nó sẽ vô cùng ngon. Khi trộn xong thì chúng ta cứ từ từ chúng ta dưới thính nhé, nhớ là nước mắm chỉ cho vài hạt giọt thôi để cho nó không bị ướt nem ấy, còn nếu không thì chúng ta không cần cho nước mắm cũng được nhé. Rồi chúng ta cứ trộn đều lên như thế này đến khi mà cái này nó tươi tơi lên là được. Sau đó chúng ta sẽ đổ xoài, đổ cóc vào, nếu không có xoài thì chúng ta cho cóc vào ấy. Rồi rau thơm mà chúng ta trộn lẫn ấy, rồi mình bày ra đĩa là chúng ta có một món nộm thập cẩm như kiểu này rất là ngon. Từ những cái phần thịt ngấy của con lợn mà ăn lại rất là giòn và ngon khi mà làm chua ngọt như này và không hề bị ngấy ngá. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây ạ.